Chào các bạn, bây giờ mình đang nghỉ trưa các bạn. Mình đang nghỉ trưa trên công trường ấy. Thì ngoài trời mưa rất là to, mình sẽ quay sơ sơ qua một cái công trường mình đang làm đây các bạn. Đây là cái bao xi măng 1 tấn và đây là hôm nay được khoan cái BB này. Đấy, cái cột. Cột này nó cao 10 mét, hơn 10 mét bạn. Nó khoan xuống đất là sâu là 10 mét nhưng cộng bên trên nó còn dư ra khoảng tầm 2 mét ấy, tổng khoảng 12 mét bạn. Người ta khoan cái cột móng nhà xuống ấy. Đấy, người ta khoan cột này xuống này. Xong người ta thả kéo xi người ta trộn ấy. Đấy, xong người ta nhồi xuống đất luôn để thành một cái cọc luôn. Thì một cái nhà như này tầm hơn 40-50 cái cọc đó. Đấy, bên này là cái nhà người ta đang xây, ngoài trời mưa rất là to luôn các bạn. Mưa rất là to, mưa từ sáng đến bây giờ luôn. Và mưa, người ta dự báo là mưa một tuần các bạn này. Một tuần luôn, là bây giờ đang mùa lá vàng lá đỏ ấy. Nên là sẽ không ngắm được cái gì hết. Lá vàng bây giờ đang lá vàng mà. Lá đỏ thì tầm một tuần nữa thì mới có cơ. À tầm nửa tháng nữa thì mới có lá đỏ. Nhưng mà lá vàng bữa này nó sẽ rụng hết, không có ngắm gì nữa các bạn. Nó rụng, nó hỏng hết, nó không đẹp ấy. Ngoài trời vẫn đang mưa to các bạn. Thì hôm nay thì trên công trường có một cái chuyện nó rất là, nói chung rất là buồn và tiêu cực. Nhưng mà mình, nói chung mình không biết kể kiểu gì ấy. Bởi vì câu chuyện này nó cũng có một chút ý nghĩa gì đó. Nên mình sẽ kể. Đó là từ cái công trường này nó là 3 người làm bạn. Thì trước là thiếu người thì là 2 người. Nhưng mà khi mà đủ người thì là 3 người làm ấy. Đấy, thi thoảng vẫn làm 2 người. Thì có một ông trưởng nhóm, ông quản lý và mình là người phụ. À, ông trưởng nhóm với ông lái cái máy to kia đấy, mình người phụ với lại một người Nhật với người phụ ở làm công trường này. Thì cái ông trưởng nhóm ấy, thì hôm qua thì xảy ra một cái chuyện nó rất là buồn bạn ạ. Đó là mình sẽ tắt cái quạt đi. À, khi mà sáng hôm qua là trước khi làm tầm 5:30 là ông lấy cái máu mũi, cái máu cam người ta chảy ra các bạn. Máu cam chảy ra mà bình thường người ta chỉ chảy một chút thôi, đúng bạn, thấm một cái là hết thôi. Nhưng mà cái này người ta chảy kinh khủng luôn bạn. Người ta chảy ra kiểu như tầm một bát con máu ấy đấy, chảy ra. Nhưng mà sau tầm hơn 6 giờ người ta vẫn kiểu như là người ta thấy nó dừng lại, người ta vẫn đi, người ta cố gắng đi đến công trường làm đấy. Người ta không muốn làm nó to chuyện lên ấy. Và sau khi đến làm đến chiều hôm qua thì là nó lại chảy một lần nữa các bạn. Mình chứng kiến tận mắt, mình chảy luôn. Người ta chảy máu, nó chảy mũi này đấy. Máu nó chảy mũi, nó chảy loang ra hết, cỡ như cái chọc tiết lợn luôn các bạn ạ. Mình rất là sợ luôn. Ngoại ướt hết mà. Đây là của nhân vật Hôi đấy. Thì đang kể chuyện đấy. Thì là ấy bạn, là cái ông này, cái ông qua thì máu nó chảy ra bạn, máu mũi nó chảy ra, chảy suốt như thế, chảy tầm lúc qua chiều tầm 2 giờ xong công trường ấy đấy, mà nó chảy tầm 20 phút đến 30 phút liền để nó cứ chảy như thế. Mà người Nhật người ta rất là vô tâm luôn các bạn, hiểu cái cách làm không hiểu luôn. Khi mà bị như thế mà người ta vẫn cố chịu bạn. Ngay từ sáng thế mà khi buổi chiều người ta vẫn cố chịu. Và nó cứ chảy như thế bạn, nó chảy ra kinh khủng luôn. Mà bảo gọi cấp cứu, mình bảo gọi cấp cứu, cái cứu xạ mà người ta cũng không gọi bạn. Người ta nói cả người ta bảo là nó làm phiền ấy. Đấy, gọi không, chưa có gọi giám đốc mà nó chảy mãi như thế luôn. 2-3 phút bạn, nó cứ chảy như cái vòi nước, nó chảy cái máu ở mũi ra. Mình không hiểu sao nó lại chảy bệnh gì như thế. Đấy, là như vậy thì khi mà chảy ra mà người đi đường người ta cũng vô tình lắm các bạn. Người ta đi qua thì hiểu người Nhật người ta sống kiểu gì, người ta cứ đi qua, người ta thấy là những cái công trường bên một hai ông công trường khác nhìn thấy hay người ta không nhìn thấy, là nhìn thấy không, mình người ta vô tình người ta cứ lướt qua nhau như vậy, cứ đi như thế đó. Ông chảy mà ông ngồi ngay bờ đường, ông máu nó cứ chảy này, ông thấm mà làm đủ cách hư lên ngửa mặt lên mọi thứ, nó vẫn chảy bịt này, nó tí nó ra một cục máu to luôn mà nó chảy thế. Mà mãi sau thì không được nữa bạn, không được nữa thì thấy nguy hiểm sợ quá đấy. Ông ấy thì ông vẫn lạc quan, ông bảo về tôi, tao bây giờ tao có người mấy chục lít máu, chảy một lít được có sao đâu. Mình thấy là lúc mình thấy là mình sợ luôn bạn, là mình sợ là mình mắt mình nó hoa, không hiểu sao mà thấy cái máu mà nó hoa mắt đấy bạn, là mình là hoa hết trời đất. Là mình chui vào xe mình ngồi ngay, bản thân mình không bị mà mình nhìn thấy, mình đã thấy đã hoa hết mắt rồi. Thế là khi mà như vậy thì mãi sau người ta có một ông người Nhật á, thì cũng 2-3 kiểu hôm qua là có người chở xe của người công ty, hai người ấy, thì một người Nhật chở cái ông đấy đi cái bệnh viện hay trạm xá gì đó, đi chở khoảng 2 tiếng sau quay lại thì nói là viện đây là viện trả về các bạn. Nhưng mà không biết kiểu cái bệnh viện nhỏ ấy, người ta cũng không giải quyết, người ta không biết là cái bệnh gì luôn, mà người ta cũng
người ta vẫn cố gắng rồi quay lại cái công trường làm thêm một chút nữa xong mới về bạn. Thì là nói chung là người ta thông qua cái việc này giám đốc thì người ta không quan trọng, cái công trường người ta nó là quan trọng nhất đấy. Và cái cách làm việc, và mình tưởng sáng nay là nghỉ cơ, được nghỉ mà sáng nay ông này vẫn đi làm bạn, vẫn đi làm luôn đấy, sợ không sáng và không. Ông kia bảo là về đi viện bệnh viện lớn nhưng mà chắc chưa đi, mai kia nghỉ thì mới đi, nhưng mà hôm nay thì vẫn đi bạn. Vừa làm sáng dọn dẹp xong bây giờ là máu lại chảy luôn bạn, lại chảy luôn đấy. Vừa bây giờ mình nghỉ chơi mà ông cũng vừa đi chạy ra khác mình, ông ấy mưa ông đổ chỗ ấy. Đấy, là có điện thoại tiếp này, đấy, ông gọi này. Marco san, ông này đang nằm viện đấy, đinh quản. Ông này, cái ông vừa gọi này, ông này đây là ông đấy đi viện mà đi viện bệnh viện chả hiểu sao ấy đấy, sợ quá mà máu chảy hết và vẫn đi viện, mà giám đốc không hiểu sao giám đốc vẫn bắt đi làm ngày hôm nay. Và ông này hôm sáng bảo ông muốn nghỉ không mà không nghỉ công trường này, người sắp chết rồi mà bây giờ còn bắt đi làm, mà mình không hiểu cách làm việc của người Nhật nó như thế nào mà người ta kiểu không muốn làm phiền ấy. Ngay trưởng quản thế thôi. Và khi mà kiểu như là khi người ta báo cái cấp cứu bạn là nó sẽ xảy ra vấn đề luôn, nó to lắm. Người Nhật bây giờ giả sử cái công trường này là có người bị tai nạn, có người vấn đề gì là người ta sẽ lưu vào hết cái sổ sách, cái hồ sơ của cái giả sử xây cái nhà, sổ sách của công ty ấy đấy, là người ta ghi hết lại mọi thứ chi tiết, là nó rắc rối nhiều thứ lắm, nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, nên là người ta không muốn làm phiền, người ta muốn cố gắng, người ta muốn chiến đấu, muốn làm như thế đấy. Ngày hôm nay thì người ta muốn nghỉ, người ta kiểu không xin phép, mà giám đốc người ta cứ thế là thấy nay bình thường không máu không chảy là vẫn đi làm bình thường, nhưng mà bệnh nó như thế mà cũng hiểu sao mà. Và hôm qua mình đi cùng với ông lái xe khác về thì ông người Nhật thì ông cũng nói là cái công ty này nó xấu này kia, nó bắt làm nhưng nhiều thứ mà khi mà bị như thế mà vẫn cho đi làm, là đây là một câu chuyện mà nó có thật mà. Nên là mình kể lại, với lại nó còn rất nhiều cái chuyện khác nữa đấy. Mình đang nói xấu một công ty, thực ra mình không giải quyết được gì cả. Mình nhìn thấy một cái vấn đề nó như thế thôi, một cái cách làm việc người ta mình cảm giác không phục luôn đấy. Mà rất nhiều cái trường hợp khác mà giám đốc công ty người ta chỉ quan trọng cái việc của người ta thôi, còn việc người ta sắp chết còn chẳng lo cái gì hết đấy. Hay là nhiều lúc mà trời nắng mưa hay là mọi thứ công trường khó khăn hay xảy ra cái gì, nói chung là người làm gần như là người mình hay là những người đi làm công trường người chịu thôi, còn người ta ít báo cáo lên trên lắm bạn, người ta trách nhiệm mọi thứ, nói chung là hiểu khó hiểu cách, rất nhiều cái mình nên học nhưng nhiều cái mình không nên học, mà mình không phục những cái cách làm việc của người ta như vậy đâu. Hôm nay thì không biết là có làm tiếp hay không, ông này ông chảy máu mũi đi ở trời mưa to này, mưa to mệt bạn, mưa to mà nó giá rét, bây giờ mùa đông ngoài nó giá lạnh cóng ấy. Đấy nó còn nhìn xảy ra nhiều chuyện lắm, mình kể ra đâu nó thực ra nó cũng có chuyện tốt và chuyện nó không tốt, là mình cũng không biết hiểu người ta kiếm tiền làm cái gì nữa. Đấy. Qua thì ông kia ông bảo là không, mấy ông người Nhật ấy thì làm cùng nhau, ông bảo mình sắp mấy tháng nữa về, còn người ta thì người ta làm không biết bao giờ mới về luôn, không bao giờ mới nghỉ luôn, người ta cứ làm thế 20-30 năm rồi, thế là người ta cứ làm như thế, người ta cứ cuốn theo như thế, một cái dòng người ta cứ cái cuộc sống người ta cứ cuốn, cứ làm việc như thế, người ta nói chung vất vả lắm các bạn. Mình vất vả vài năm mình nghỉ, hay là mình có việc khác như nghỉ hưu, chứ mấy ông này thì hưu cái gì, ngoài 60-70 vẫn đi công trường, vẫn làm bình thường, mình không hiểu sao. Có thể là công ty khác thì ở môi trường khác nó lại khác, nhưng đây thì mình thấy là người ta cứ cố gắng, người ta cứ chiến đấu đến gần như đến chiến đấu đến cái giây phút cuối cùng luôn các bạn. Nhiều lúc mà gần như là nhiều hôm mà lần trước mùa hè đấy, mấy ông mà người ta đau bụng đau đầu, người ta gần như người ta không phải chết thì không đến mức ngất, mà người ta cố gắng đến người ta cái sức, người ta chiến đấu kiểu như là không phải là trên công trường trên để đánh nhau này kia, nhưng mà đây là trên công trường mà làm việc, người ta vẫn cố gắng, người ta không muốn báo cáo, không muốn đi bệnh viện, không muốn thuốc không báo lên cáo công ty, hay là không báo nghỉ, nói chung người ta vẫn cố gắng để làm hoàn thành công việc của người ta. Để thực ra cũng có cái điều hay để học hỏi, nhưng có những cái thì cũng không nên học hỏi như vậy, nhưng nó cố quá nó xảy ra cái gì nó lại ấy, nó khổ thôi đấy. Nói chung cũng được, có nhiều cách làm việc người Nhật. Sau khi mình tiếp xúc ở đây bạn, mình nhìn mình đang ở một cái gần như một cái
cái môi trường này nếu mà mình có trải nghiệm, có thời gian hay là có nó như Việt Nam thì mình sẽ trải nghiệm rất là nhiều, như mình hôm trước mình nói ở video đấy, mình sẽ chuyển công ty, chuyển đi chuyển lại làm mọi thứ luôn, mình hiểu hơn về cái cuộc sống. Biết là ở đây như đây thì mình nhìn ở trong một cái góc độ ở một công ty và mình là cái thằng vô danh của tốt, mình nhìn như thế đấy, chứ ở chỗ khác ở môi trường khác thì nó sẽ khác cái công ty ấy đấy. Thì đấy, một cái câu chuyện thế thôi. Nói chung là cách làm việc mình Nhật của chúng ta có điều, nhiều điều chúng ta nên học, có nhiều điều chúng ta không nên học. Và mình nói chung là mình thấy thương với ông này lắm, mà thấy thương với ông già lắm. Mình làm đôi khi mình làm đôi, cố gắng mình cứ làm giúp ông ta, giúp người già đấy. Nhưng mà nhiều ông người ta biết ý, nhiều ông người ta cũng kiểu như là nó coi gần như là mình là cái trách nhiệm, cái cấp dưới nó phải như thế rồi đấy. Mà thôi kệ người ta thôi. mình nói thế nhưng chả giải quyết, chả giúp gì người ta. Mình thông qua câu chuyện mình đã học được cái gì hay là giúp cho mình cái gì thôi. Này mưa to quá, mình là mưa lạnh, bạn ngủ nghỉ trưa và không muốn ra ngoài nữa, trời lạnh, ra ngoài chả làm gì nữa, trời lạnh quá, bạn bên ngoài phải tầm 5-7 độ mưa này. Mình sẽ kết thúc video ở đây, thì cảm ơn bạn xem, chào bạn, hẹn gặp bạn ở những video mới. Chào các bạn.